Người nha, hiện tại mình đang có mặt ở chùa Vạn Phước, đây là ở Bình Đại, Bến Tre nha. Đây là khuôn viên bên ngoài rất là to nha, đây là một trong những cái chùa mà lớn bậc nhất Bến Tre. Hôm nay ở đây cái chùa có cái tượng Phật cao 54m, xây là nhắm chừng là khoảng 20 tỷ. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái chùa Vạn Phước này ở dưới Bến Tre mình nha. Rất nhiều tượng đang chuẩn bị thi công này mọi người, to lắm. Có thể là điểm nhấn, sau này sẽ là điểm nhấn cho Bến Tre. Thì đằng sau mình sẽ là cái tượng Phật Quan Âm cao 54m, có thể gọi là cao nhất Bến Tre. Có rất là nhiều tượng Phật mà chưa có sơn màu lên. Này, theo mình đoán là giống như là 18 vị La Hán vậy đó. Rất là đẹp nha mọi người. Xung quanh chùa trang trí rất là nhiều hoa nha mọi người. Thiết kế thì đây sẽ là hồ đựng nước ngọt nha, cho những lúc mà khu, tại vì khu này là khu cũng giáp biển các người, còn chỉ còn khoảng chừng mười mấy cây nữa là tới biển rồi, cho nên nước mặn là thường xuyên. Ở đây thì theo thiết kế của chùa đây sẽ là hồ nước ngọt đó. Thank you.